rời xa vòng tay của riêng anh, chạy theo cơn mơ, chạy theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ mỗi anh nơi này nâng niu những thơ ngây. Và khi anh hẹn lễ trong gió, bao buồn vui cứ trong ngăn được những niềm đau. Tháng tháng anh trăng mà anh lạc lối xưa bao lần, gió đang hát vu vơ rằng từ nắm đôi tay anh mơ mà hình dung em đang trốn đây. Cái phần dự thi vừa rồi của Tâm thì Nhi cảm nhận được cái sự hơi bối rối, hơi run của bạn khi mà bạn là thí sinh đầu tiên thể hiện trong phần dự thi tối ngày hôm nay. Chính vì thế cho nên là đôi lúc bạn hơi bị tâm lý một tí, có một vài chỗ bị rớt nhịp. Nhưng mà bạn đã nhanh chóng lấy lại được cái sự tự tin của mình ở nửa bài sau của cái phần thi của mình. Cho nên là nhìn tổng quan về cái phần biểu diễn của bạn thì Nhi cảm nhận được rằng là bạn đã cố gắng rất là nhiều. Và chắc chắn rằng là đây chỉ mới là một cái sự khởi đầu thôi, và chắc chắn là bạn sẽ có thể làm được tốt hơn nữa. Tuy nhiên vì một cái xí lý do khách quan không có được may mắn cho lắm là bạn hơi bị rung
do là thí sinh mở đầu cho nên là bạn đã không làm tốt lắm cái phần dự thi của mình. Nhưng không sao, bạn hãy tự tin, bởi vì là chúng tôi sẽ đánh giá qua cả một quá trình chứ không phải chỉ riêng một cái phần dự thi của buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn.